tên Nguyễn Thị Thanh Nga, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Rê Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Lời nói đầu tiên cho phép em gửi ban tổ chức hội thi, ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn tham gia hội thi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa ban tổ chức hội thi, ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn tham gia hội thi thân mến, là người cha già kính yêu của dân tộc, Hồ Chí Minh luôn là vị lãnh tụ thiên tài, là tấm gương sáng soi cho hàng triệu người dân Việt Nam và nhân dân văn hóa thế giới học tập, noi theo những đức tính tốt đẹp của người, hình ảnh của người trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam, tuy giản dị nhưng rất đỗi thiêng liêng. Phòng lặng, dẹp buông, tắt ánh đèn, tuy người đã đi xa nhưng cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của người đã trở thành bất tử. Người là kết tinh, tỏa sáng những gì ưu tú nhất, tốt đẹp nhất của trí tuệ và đạo đức Việt Nam. Từng có vần thơ, câu ca viết rằng: Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Trong suốt cả cuộc đời, người luôn dành tất cả tình thương yêu bao la cho đồng bào, đồng chí, con cháu, già trẻ, gái trai, miền xuôi, miền ngược, Bắc cũng như Nam. Trong cuộc sống cũng như trong công việc, người luôn coi trọng cả đức và tài, song đức là gốc. Mỗi bài nói, bài viết, một lời căn dặn, một buổi gặp gỡ công tác của người đều chứa đựng ý nghĩa tư tưởng, hành vi và quan niệm đạo đức cách mạng sáng ngời. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, dân dân văn hóa thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng cách mạng. Con người, cuộc đời và sự nghiệp của Bác là tấm gương đạo đức mẫu mực trong cho toàn đảng, toàn dân ta, cho thế hệ hôm nay và mai sau học tập và làm theo. Đến với hội thi kể chuyện theo sách với chủ đề sách lan tỏa ước mơ, em
sống.